có người hỏi tôi tại sao ưa ca bài ca sầu nhớ, ưa ngắm trăng mờ hoàng hôn, ưa đi lặng lẽ trong những đêm gió mưa u buồn mà nghe cô đơn. Đừng trách tình riêng tôi, đời mấy người chẳng ưa nhìn tơ liễu dù, ưa tìm trong giấc ngủ ngày còn đau thơ lòng chưa biến chi mong mơ. Nói nhiều để cho sầu vơi, tôi ưa tìm lên đồi vắng, ưa lắng chuông chùa vòng khơi, trăm chim bà gió nghe tiếng tiêu thiết tha xa vời, lòng thêm chơi vơi. Thường phía sông tắm tư vào những chiều thương cành thu lá đổ, thương mùa đông nức nở, thương cung ve rền trong nắng gọi hè bơ bơ. Còn thương còn nhớ đường sai gian khổ phong trần, tạm quên vui khi tuổi thanh xuân năm tháng xưa non ngà. Mong lòng là xa đi là giữ yên bờ cõi, một đời nguyện hy sinh hạnh phúc riêng người ơi, biết bao giờ thôi nói sao cạn đời tình tôi mến người. Vẫn là niềm thương đầy vơi khi ca bài ca sầu nhớ, khi ngắm trăng mờ hoàng hôn, khi đi lặng lẽ trong những đêm gió mưa u buồn mà nghe cô đơn. Hẹn ước về tương lai chờ đón ngày tới, đôi lòng không cánh chờ như bầy chim mắm thổ, tôi xin dâng người ca cung tròn một niềm vui. Hẹn ước về tương lai chờ đón ngày tới, đôi lòng không cánh chờ như bầy chim mắm thổ, tôi xin dâng người ca cung tròn một niềm vui. Hồi còn sẽ nắng
nếu hai đứa thành đôi chim chắp đôi cánh nhìn đôi tim, thì dù mưa rơi giá lạnh đêm hè cũng vẫn dịu êm. Tôi ở ngoại ô một căn nhà xinh có hoa thơm cháy hiền, gần kề lối xóm có cô bạn thân sớm hôm lo xanh đèn. Hai đứa chưa hẹn lấy một câu, chưa nghĩ đến mai sau. Quê hương anh lặng lẽ bước chân đi, vì yêu non sông tôi gạt nước mắt phân ly. Từng cơn mưa vẫn rơi nào nề, anh nói một năm nữa anh về. Mùa mưa lại đến tôi mừng vui đón tin anh, đèn khuya một bóng nhìn mưa rơi xuống năm canh, nghĩ rằng tôi vắng anh vì nghiệp trai còn đi giữ quê hương cho chúng mình. Nhiều đêm chờ sáng nghe lòng thao thức canh thâu, đường gã nhỏ bé nằm đây mong đã bao lâu. Tiếng còi đêm lướt mau đoàn tàu đi về mãi, mà bản thân tôi nơi đâu. Tiếng còi đêm lướt mau đoàn tàu đi về mãi, mà bản thân tôi nơi đâu. Tiếng còi đêm lướt mau đoàn tàu đi về mãi, mà bản thân về đây không? Nó hết bây giờ không?
nó về dạ thì thường nó về hoài tao tháng giờ cháu quên chắc hỏi chứ hỏi được rồi mà trời không biết nó còn đây hay về nữa không biết lát chị đi nhà ta ta ghé đâu chắc đi mà có chuyện đó anh sợ nha nghe buồn nghe buồn hay còn chuyện vui mà nếu có chuyện nó phiền buồn phiền của mình thôi thấy đóng cửa hoài chắc mình cần nó có này hôm qua cháu đi chơi nhà con nhỏ đó con nhỏ cháu một tuổi nó có ba căn nhà má chết để lại ba căn nhà bị tự mà nhà ở ngay chỗ đường Trần Hưng Đạo gì nhà lớn không rồi quá trời tiền mà nhờ mà giờ nói với anh á nó có hai người anh với hai người chị mà giờ chỉ có hai người anh nó dành nhà bạn mà bây giờ nó cho hai người anh hai căn còn một căn mình anh hai anh cũng để yên bây giờ từ kia anh á mướn tụi hai phòng theo giết nó bởi vì nhà nó hợp với mợ nó muốn về nhà mỗi lần nó muốn về nhà nó ai Sơn nói ai bạn Sơn mỗi lần nó muốn về nhà nó phải có người đưa nó 5-7 người đó thằng Kim được con hồi nãy con thấy trên chiếc cầu trên cầu gì cầu xa lộ có cái cây mà con cái bông nó vàng vàng nó giống như người ta gọi là bông bọt cạp đúng không ai bọt cạp vàng dạ cao ở trên cầu xa lộ nãy thấy cây nó giống như một cái thân cây cao rồi cái có lá rồi có bông nó chùm có một chùm xuống vậy nè bọt cạp vàng dạ con đi siêu mà thấy ở đó có mâm nó đỡ ngọt lúc sau này có nhiều cái bông hồi xưa mình còn đỡ không thấy có nha nhiều bông lạ lắm bệnh có một số cây lạ là nó mà lá trước mới là hoa sạch có ba bốn cây lạ là sao? Là bông trước, bông trước. Cái này ủa lạ sao lá trước bông trước giờ bông rụng hết mới ra lá. Tự nhiên ra bông ngập hết cây. Mùa xuân cái nó ra bông đẹp thiệt đẹp. Cái nó rụng của cái lá ra. Tao nghe người ta nói ở Mỹ đi qua bên Canada mua trái cây về ăn nhiều lắm phải không? Dạ, nếu mà ở khu New York thì chạy qua được giá. Lý do là bên Mỹ nó cấm nhập. Bây giờ nó cho nhập rồi. Nó cấm nhập. Bên Canada. Đã 3 tháng chuối không? Không, về nhà trái cây rồi cho ăn thứ gì cũng hơn người ta trong nhà ở Canada ổng đi chợ đi mua chuối á 5-6 nãy để nhà ăn quá trời luôn lấy bên kia lấy đủ alo alo dạ cho xin hỏi Đào có nhà không đây là khu nè dạ 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 d